Hello, xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay là em sẽ quay một cái không phải là bóc phốt hay là mình nói gì anh em nào cả nha. Thì chủ yếu là mình sẽ quay cho anh em mình coi cái độ mạnh của sâm trái này. Thì cái đơn hàng này mình có gửi cho anh chú ở Tây Ninh đó, mà bên bưu cục nó giao sao lâu quá, nó héo hết, chú không có nhận được. Cái này thì phải thông cảm cho chú thôi, tại vì cây héo mà sao chú nhận được. Nhưng mà mình quay lại cho cả nhà mình xem nè. Sau khi cây về là toàn sẽ tưới một ít nước và toàn để trong mát thôi, cây nó nước mầm lại hết này cả nhà. Thì cái cây sâm trái nó rất là mạnh, nó nước mầm lại hết này, nó rụng lá mà giờ nó nước hết tất cả, cái lên đầu non nước hết này. Đó, nó nước lại hết, nước dày hết luôn. Đó, cây còn nằm trong này, toàn tưới nước đẫm lại này, nước đẫm lại này đó, thì nó nước mầm dày lên hết. Cái này cũng vậy nha cả nhà, cái này chuẩn bị nước mầm này. Ở tại vì khi mà mình thấy nó rụng lá, nhưng thật chất là mình cạo cái nốt lốt này này, nó xanh hết này. Đó, nó xanh hết không? Thì mình tưới nước ẩm thì tầm khoảng 5-6 ngày là nó bung mầm lại cả nhà. Đó, khi mà đủ độ ẩm để trong mát tầm khoảng 2 ngày, sau đó đem ra nắng là nắng nhẹ như thế này là nó sẽ bung mầm hết. Để mà nắng nhẹ nó sẽ bung mầm hết. Để cái cây này bung mầm nha, cái cây này nó bung mầm nhanh nhất này. Đó, rồi tới cây này. Rồi tới cây này nè, đó. Rồi tới cây này. Thì toàn bộ đều xanh và nó sẽ bung mầm lại hết, không có cây nào chết cả. Đó là combo 3. Combo này gọi là 3 sâm trái, 3 sâm hương là số cây. Tặng một cây sâm trái nữa là 350 bao ship này. Nó bu cục nó đi hơi lâu, thành ra nó yếu cây, nó rụng lá, nó thiếu nước rụng lá, mình về mình tưới nước lại nó lên mầm hết. Đó. Nên anh em yên tâm nhé. Này những dạng này anh em nào lỡ mà toàn có đi xe bu cục, anh em mình có nhận thì nhận giúp toàn đỡ quay đầu lại, nó đỡ chết cây. Mà thật ra nó cũng không chết đâu, dù còn trăm lại là sống hết này. Chủ yếu là nó cái tuột cái cành này, sau này mình phải nuôi lại từ đầu thôi, nuôi mất thêm tháng thôi đó để đi tây thôi, chứ mà cũng không có gì, tại vì toàn bộ cành tuột cành nào nó cũng nước mầm lên hết rồi mà anh em ha. Tiếp tục là ba cây sâm hương bây giờ còn phơi nắng nó lên đọt lại hết này. Đó, cũng là ba cây sâm hương này nè. Toàn đâu có tưới nước gì đâu. Đó. Còn để im tưới nước đẫm một lần duy nhất rồi bỏ trong mát vậy rồi này, nó vẫn còn nằm bìa luôn nè. Ba cây sâm hương, bốn cây sâm hương, ba sâm trái nè. Họ giờ cốt nào cũng thấy nó to đùng hết này. Cốt sâm hương này. Nó khô vậy chứ mà giờ về này, nhìn này. Phơi nắng là toàn quay cho anh em mình xem đó. Nên anh em yên tâm, cây của toàn nó có bầu thì không bao giờ sợ chết đâu. Rất là khỏe đẹp luôn. Cây rất là ok luôn. Đó, anh em mình nhận cây mà lỡ có chuột gì anh em mình cứ nuôi lại giúp toàn xíu tưới nước để vài ngày thì nó khỏe lại liền, khỏe từ rối hết như thế này luôn nè. Đó, rồi có gì thì toàn bớt nhét cho anh em mình vài cây, chứ anh em đừng yên tâm, đừng có sợ nha, cây của toàn thì yên tâm bao chết luôn. Cây khỏe ghê chưa. Đó, giờ toàn phơi nắng bình thường thì có gì đâu, không lên mầm lại sống rất là khỏe. Còn trăm cây hồi giờ không có gì sợ cả nha anh em ha. Ừ. Đó, toàn quay lại cho anh em mình xem thôi. Này là toàn quay lại thôi anh em mình xem thôi nha, chứ không có gì nha, không có ý bóc phốt anh em nào. Là tại vì cây anh em mình không nhận, tại vì cây nó xấu thì tất nhiên anh em mình không nhận rồi.